giờ trưa chủ nhật hàng tuần đến VTV3 đài truyền hình Việt Nam. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Trí Lực Sánh Đôi Body and Friends. Có thể nói thời gian vừa qua, chương trình Trí Lực Sánh Đôi là một người bạn rất thân thiết với tất cả chúng ta. Cứ mỗi buổi trưa gặp nhau để vui, để cùng tham gia trò chơi vận động. Đó cũng chính là niềm vui trong cuộc sống, đúng không quý vị? Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với những đồ chơi khác nhau. Họ là những nghệ sĩ, những diễn viên, những người có ảnh hưởng trong cuộc sống, sẽ đem đến thật nhiều niềm vui chúng ta thông qua những trò chơi từ chương trình. Đặc biệt là rất nhiều câu hỏi, trong đó có những câu hỏi rất vui, câu hỏi mèo đó quý vị. Bây giờ chúng ta sẽ đón chào hai người rất thân quen trong chương trình, đó chính là ca sĩ Phương Thanh và Quốc Thuận. Xin chào. Xin chào. Hôm nay chúng ta hòa thuận với nhau nha. Ta phải hòa thuận với nhau. Hòa thuận với nhau ha. Hòa thuận. Hôm nay không có cãi nữa ha. Đúng vậy. Chúng ta cho các chiến lược gia chúng tôi một tràng pháo tay nữa nào. Để các chiến lược gia sẽ giới thiệu về đội của mình. Hôm nay đội mình là ai? Kính thưa quý vị, ngày hôm nay đến với chương trình Chiến lược Sánh Đôi thì đội Quốc Thuận sẽ gồm hai thành viên rất trẻ tuổi, rất năng động và rất là nổi tiếng. Cô là một DJ và anh là một rapper nổi tiếng. Đó chính là Nia và Mr. T. Đi ra. Xin chào hai người. Trẻ tuổi, em chào anh cao ha. Hy vọng hôm nay các bạn sẽ gặp nhiều may mắn. Rồi, hôm nay thì đội Phương Thanh sẽ là những thành viên thế nào? Trong đội của Phương Thanh cũng có một chàng trai nói nhiều ấy là nhiều. Nói nhiều hơn Quyền Linh với Quốc Phượng cộng lại. Và một cô gái không thấy nói gì hết, đội hình rất là đẹp nữa. Không biết đẹp thì không biết, tại bên kia cũng đẹp nha. Kia cũng đẹp. Nói chung là trai tài gái sắc, chúng ta sẽ phải đấu với nhau. Mày vui không? Vui không? Hai thành viên nó vui không? Trời ơi, chàng trai đó nói nhiều vô cùng, nói nhiều. Thôi giới thiệu ra đi cho tôi xem nào. Em Linh và Miu Miu. Xin chào. Trời ơi. Em, con là trai xinh gái đẹp. Quá đẹp. Hôm nay chúng ta sẽ có cuộc đối đầu hết sức là căng thẳng nào. Tôi muốn bạn đọc một đoạn rap nào đó để cho nó không biết thế nào. Không, mình cũng xin giới thiệu luôn. Chắc có lẽ là mọi người cũng biết mình là có nickname là Mr. Bean, đúng không? Hôm nay Mr. Bean và Mr. T. Lại đây T, lại đây qua đây T. Hai anh em chúng tôi sẽ là một bản T với B nha. Đây luôn kìa. Chuẩn bị đi chay đi. Đúng rồi. Hay là em biết bóp được không? Em vội quên đi. Có lẽ nào em mang một thú đi. Có lẽ nào một thú chẳng còn là gì trong tâm trí em. Lên thật đi, như những gì đã sắp đặt. Trang sử trắng không thể mở đi từng màu buồn của nắng ảo. Có lẽ nào có lẽ nào ta không coi trí lực sánh đôi. Được, chàng trai nói nhiều bên đây sao chàng trai trổ tài nói nhiều ơi. Biu biu em cũng biết hát sao? Em cũng không biết nhảy, em cũng không biết hát. Ở đây sân khấu là quá là tuyệt vời, xanh đỏ tím vàng, các bạn cổ động viên thì là quá Đây, chào cô gái xinh đẹp. Đây, bạn có thể hát một đoạn nào đó tặng chúng tôi nào? Dạ chắc em rap đi. Rap đi. Dạ, ok. Rồi, sung đi nào. Hey. Ok, rồi em Ly sẽ rap một đoạn mà em Ly đây là bài đầu tiên em Ly viết, giới thiệu về bản thân mình. Rồi, mong là mọi người sẽ thích được không ạ? Em như còn thấy tôi đang cần nói hay, tình như tôi hơi khi chắc chắn sẽ chỉ có hay. Vì mẹ trong mình cả hai dòng máu là pháp, vì đam mê trong tôi dần đến bây giờ có thể nó là bất hay. Con đường tôi đi hôm nay là nhạc rap, cho đến mai sẽ có như thế nào thì nó vẫn mãi là nhạc rap. Tôi biết cái mọi người đưa tay lên cao và nhịp thở nhẹ, và tôi thích luôn cái cách đường của tôi cao. Là hai đội 1-9-1-10 hay quá, vỗ tay lớn lên nào. Hay quá. Tất cả các bạn đã sẵn sàng chưa? Ready. Sẽ bắt đầu với Trí Lực Sánh Đôi.